Anh chàng số đen nhất Trung Quốc, đánh bom tự sát cũng không chết. Trong cơn túng quẩn và buồn chán vì hai lần hôn nhân bất thành, người đàn ông Trung Quốc đã châm lửa bình gà tự sát. Vụ việc xảy ra vào ngày 26, nhưng mới được tờ báo của Hồng Kông đăng tải hôm ngày 2 tháng 10. Theo đó, người đàn ông tên Vũ, 39 tuổi, từ thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, nợ hơn 100.000 tệ, khoảng 333 triệu đồng. Người này nghiện cờ bạc khiến tình hình thêm bị đát và hầu như mất khả năng trả nợ. Trong cơn tủng quẩn, Vũ đã mang bình ga vào phòng ngủ của mình rồi châm lửa đốt. Vụ nổ như một quả bom làm chấn động hàng xóm xung quanh và phá hủy toàn bộ đồ đạc bên trong. Cửa sổ bay xa 10 mét, toàn bộ đồ đạc bị thiêu rụi và Vũ bị bỏng tới 30% cơ thể. Hiện tại Vũ đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện địa phương. Theo tờ báo này cho biết, Vũ ly dị vợ đầu nhưng khi vừa kết hôn được mấy tháng, Vũ mới tái hôn 2 năm trước nhưng người này đã lừa Vũ và lấy hết tài sản. Sau hai lần hôn nhân bất thành, Vũ đâm nghiện cờ bạc và nợ tới 100.000 tệ. Mỗi ngày chủ nợ đều tìm tới Vũ khiến anh vô cùng hoang mang. Vũ tâm sự với hàng xóm của mình chẳng thiết sống nữa. Có lẽ để giải thoát cho cuộc đời, Vũ đã chăm ga tự sát nhưng ý nguyện của anh không được thực hiện số phận cậu bé rừng xanh sống cùng bầy sói dữ, không nói tiếng người. Khu rừng thẳm sau hùn hút, một cậu bé sống tách biệt khỏi ánh sáng văn minh, 20 năm sống cùng bầy sói và suy nhược tinh thần sau nhiều năm cố tái hòa nhập với xã hội loài người. Một tác phẩm văn học nổi tiếng Cậu bé rừng xanh của nhà văn Kipling được sáng tác dựa trên những hồi ức của tác giả về đất nước Ấn Độ, nơi mà ông đã từng sinh ra và trải qua những năm tháng thờ ấu. Ở vùng đất của tiềm thức, có một cậu bé tên Wally được bầy sói dữ tận nhận nuôi. Nhờ chính bản thân mình, cậu bé đã đi tìm lại quá khứ và hưởng một cuộc sống hạnh phúc tương lai. Người ta tin rằng nguyên mẫu của câu chuyện là có thật, Dina Sanicha. Năm 1872, ở lõi của khu rừng rậm, nằm phía bắc Ấn Độ, một nhóm thợ săn đã buộc phải dừng bước và hoang mang khi nhìn thấy một bầy sói dữ theo sau đó là một đứa trẻ đang bò bằng chân tay. Đứa bé khoảng 6 tuổi, nó có ngoại hình giống như thú, với những chiếc răng mài hình tam giác nhọn hoắt. Đứa bé không nói mà chỉ gầm gừ, rền rỉ, móng tay và móng chân sắc nhọn, người bốc mùi hôi và gương mặt phủ đầy lông lá. Họ đã giết chết bầy sói, bắt giữ cậu bé kỳ lạ này và đưa nó đến một trại trẻ mồ côi. Tại đây cậu bé được rửa tội và đặt tên là Dina Sanicha trong tiếng Udu có nghĩa là thứ bảy. Nhưng đó không phải là một sự cứu rỗi, Sanicha đã phải vật lộn với cuộc sống mới của mình và dần rơi vào bi kịch. Sanicha chỉ ăn thịt sống, không thích mặc quần áo và thích gặm xương để mài răng. Bất chấp những nỗ lực của các chuyên gia, cậu bé sói không bao giờ biết nói hay viết bằng ngôn ngữ của loài người. Thay vào đó cậu giao tiếp bằng cách gầm gừ, hú hét như những con sói hoang. Sau hơn 20 năm tiếp xúc với con người, cuối cùng Sanicha cũng đã học được bằng cách đi hai chân và mặc quần áo. Thế nhưng anh ta vẫn không nói được tiếng người, không ăn đồ chính và tách biệt hoàn toàn với thế giới bằng con mắt sợ hãi. Thói quen duy nhất của Sanicha học được từ con người đó chính là hút thuốc và không lâu sau anh trở thành một người nghiện thuốc lá. Năm 1895, Sanicha qua đời vì bệnh lao. Đã nhiều năm trôi qua, Câu chuyện Dina Sanicha có thật hay không? Dina Sanicha là ai? Và chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của cậu? Tất cả vẫn hoàn toàn là bí ẩn. Thế nhưng có một sự thật có thể nhìn thấy rõ ràng, đa số những đứa trẻ hoang dã được tìm thấy tại Ấn Độ đều khó thích nghi được với xã hội loài người, cuối cùng đều có kết cục cô độc. Vụ cô bé gây chảy có phần nam tính vượt trội đó là lời khẳng định của nhà ngoại cảm đoàn Việt Tiến khi nói về bé gái gây cháy tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà ngoại cảm đoàn Việt Tiến là một trong bốn nhà ngoại cảm tham gia vào vấn đề tìm hiểu về MT, người có khả năng gây cháy đồ vật tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đoàn các nhà nghiên cứu, nhà ngoại cảm chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đầu là ông Nguyễn Phúc Giác Hải, thì nhà ngoại cảm đoàn Việt Tiến đã có mặt tại đây từ sớm. Nhà ngoại cảm là nòng cốt chủ lực trong chuyến đi lần này để tìm ra nguyên nhân giải mã các vụ cháy liên quan đến cô gái siêu nhân. Nhà ngoại cảm Tiến nói nhận định chung bé gái có tinh thần không được ổn định cho lắm về khả năng âm dương mất cân bằng bị vần vệt. Khi nói chuyện với chúng tôi bé không muốn ngồi yên một chỗ mà chạy qua chạy lại muốn làm gì thì làm không nghe lời. Đang nói chuyện, bé nói mệt tức thì bỏ đi nằm nghỉ, không cần xin phép. Bé gái bị dương nữ, nữ giới có phần nam tính vượt trội lên. Ông Tiến cho rằng, có thể trong giai đoạn này cơ thể của bé dậy thì, tâm lý thay đổi đang bất ổn, kéo theo tính khí bất thường, sinh ra năng lượng hỏa trong cơ thể. Bằng tâm thức, tôi thấy cơ thể của bé nhiệt hỏa cũng cao, lúc đóng lúc tắt. Năng lượng sinh học của nhà ngoại cảm thì có thật, còn năng lượng bé cũng có phát ra, nhưng nếu nói dùng để gây nhiệt đốt cháy đồ vật như những gì phải ngánh thì tôi chưa thấy bao giờ cách hóa giải theo nhà ngoại cảm đoàn việt tiến thì nên cho em tê hạ nhiệt bằng cách dùng trò bếp với nước ngâm tay ngâm chân vào làm thường xuyên chắc chắn sẽ có kết quả nói về phương pháp chữa trị của nhà ngoại cảm nguyễn ngọc hoài dùng nước dừa cho em tê uống thì nhà ngoại cảm tiến cho rằng nếu dùng nước dừa nhiều quá sinh hàng tạo ngược lại hiệu quả càng nóng gây hại cho cơ thể. Bởi chúng ta biết, đang đi ngoài trời nắng nóng chan chan mà uống nước dừa vào dễ bị trúng. Hiện tượng bé gái gây cháy đã kéo dài một tháng, nhiều đoàn nghiên cứu đã vào cuộc nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa có kết luận cũng như có cách hóa giải nào có tính thuyết phục. Gia đình và dư luận hoang mang Thông tin từ gia đình bé gái cho biết, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an và Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tinh học Ứng dụng đã nhận lời mời tham gia tìm hiểu. Tuy nhiên thời gian và cách thức cụ thể thì chưa được tiết lộ. Hồn ma cô gái nhà họ hứa trong viện bảo tàng mỹ thuật là câu chuyện tâm linh có thật tại Sài Gòn. Tỏa lạc tại số 97 Phó Đức Chính, quận 1, bảo tàng tại khu đất đắc địa này là dinh thự của gia đình ông Hứa Bồng Hoa hay người dân thường gọi là chú Hỏa. Ông là một ông trùm bất động sản Nam Kỳ thế kỷ 19. Có rất nhiều giai thoại xoay quanh cuộc đời của chú Hỏa từ việc chú rời quê hương Phúc Kiến Trung Quốc sang Việt Nam làm ăn, rồi đến cái chết ngoài sức tưởng tượng, hay cả cái chết của người còn gái yêu. Cô là nhân vật chính trong câu chuyện về hùng ma nhà họ hứa. Chú Hạ có ba người con trai và một người con gái tên là Hứa Tiểu Lan. Cả ba người con trai đều được sang Pháp du học từ sớm, chỉ còn lại cô con gái nên chú họa rất cưng chiều bỗng một ngày họ không thấy cô nương xinh đẹp đó ở trong nhà nữa, mà từ đó hàng ngàn tin đồ ma quái bắt đầu xuất hiện. Trong đó câu chuyện được biết đến nhiều nhất, người ta cho rằng cô đã mắc bệnh phong. Đây là một căn bệnh nan y lây lan một cách vô cùng đáng sợ và vô phường cứu chữa vào thời bấy giờ. Vì vậy chú Hỏa dù giàu có đến đâu cũng không thể chữa khỏi bệnh cho người con gái yêu của mình. Bất lực ông phải nhốt cô trong phòng kín chỉ có một kẻ hở để người hầu được cơm. Từ một cô gái xinh đẹp giàu có, bỗng nhiên mắc bệnh hiểm nghèo phải ngồi cảnh như đi tù. Tiểu Lan ngày đêm khóc lóc, đập phá trong căn phòng đó. Bệnh tình ngày càng nguy hiểm, cơ thể cô bồng tróc, ghẻ lỡ, dần cắt cục các bộ phận khiến cơ thể cô gái trẻ xinh đẹp ra đi trong cây đắng đau đớn và cô đơn. Sau nhiều biến động, gia đình chú Hỏa ra nước ngoài định cư, ngôi biệt thự lộng lẫy một thời trở thành vô chủ sau đó được nhà nước cải tạo thành bảo tàng mỹ thuật như hiện nay cho đến ngày nay vẫn còn nhiều lời đồn đại rằng căn phòng cũ nơi bà tiểu lan bị nhốt trên tầng cao nhất của tòa nhà mỗi khi đêm về người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng ai oán vọng ra từ căn phòng đó